Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một đồ trang trí treo tường có đường tròn như thế này từ tấm bìa cắt tông. Và sau đây thì mời các bạn sẽ theo dõi video chi tiết của mình. Thì như các bạn đã thấy, mình đã chuẩn bị một đường tròn có một kích thước khá là lớn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng thước đo để đo đường kính đường tròn của mình. Ở đây sẽ là 23,5 cm. Bây giờ thì ở đây mình sẽ sử dụng một lớp sơn có gam màu trắng. Và đây là cây cọ của mình. Mình sẽ bôi một lớp sơn màu trắng lên trên bề mặt đường tròn này để chúng ta sẽ tạo cái phần nền trang trí. Mình sẽ bôi cái lớp sơn làm sao cho nó được dàn đều nhé. Để chút nữa thì lớp sơn của mình sẽ được khô một cách đồng đều nhau để chúng ta sẽ không làm mất thời gian chờ đợi. Mình sẽ cẩn thận và tô phần viền ngoài của đường tròn. Tiếp tục thì mình sẽ hoàn thiện và quét những cái lớp sơn màu trắng của mình lên hết đường tròn có gam màu, cái đường tròn từ tấm bìa cắt tông này nhé. Như vậy thì đường tròn của mình ở đây cũng đã được khô rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi chuẩn bị những bông hoa. Để làm được một bông hoa hoàn chỉnh thì ở đây mình sẽ sử dụng 3 mẫu giấy hình vuông có kích thước 7x7 và đều được mình cắt với gam màu trắng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một bông hoa trang trí lên trên đường tròn của chúng ta đã vừa hoàn thiện nhé. Sau khi đã gập chéo lần đầu tiên thì mình sẽ gập nếp chéo lần thứ hai và những cái nếp giấy sẽ được bằng nhau nhé. Tiếp tục thì mình sẽ mở sang hai bên cánh giấy và gập tiếp một cánh giấy nhỏ như thế này nữa. Ở đây thì mình sẽ loại bỏ và cắt đi phần giấy dư ở phía bên trên. Mình sẽ sử dụng bút chì để phác họa hình cánh hoa cho bông hoa của mình sẽ được cân đối và được đẹp hơn. Đây sẽ là một cái cánh hoa ở phía trên có một cái điểm nhọn như thế này. Từ đường chì này bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt. Mình đã cắt xong rồi, bây giờ thì mình sẽ mở bông hoa để các bạn sẽ được quan sát kỹ hơn. Những cánh hoa nào chưa được bằng nhau thì mình sẽ chỉnh sửa nhé. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ gấp một cái nếp giấy ở điểm giữa để tạo cái độ cong tự nhiên cho những cánh hoa của mình. Đây sẽ là hai cánh hoa cuối cùng. Như vậy thì những cánh hoa của mình cũng đã có một cái nếp gấp ở điểm giữa và bông hoa của mình đã khá là đẹp rồi. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi chuẩn bị để chúng ta có được bông hoa thứ hai tương tự như bông hoa thứ nhất. Ở đây thì mình sẽ không hướng dẫn nữa mà mình sẽ sử dụng cái thao tác của mình nhanh hơn để sẽ hoàn thiện được hai bông hoa tiếp theo. Sau khi đã vẽ được cái đường chì của cánh hoa, mình cũng sẽ cắt để chúng ta có được bông hoa thứ hai. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi tạo nếp giấy, nếp gấp ở điểm giữa. Và như vậy mình đã tạo nếp gấp và hoàn thiện bông hoa thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ gấp tới bông hoa thứ ba. Như vậy thì với bông hoa thứ ba mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho keo lên và chúng ta sẽ ghép những bông hoa này lại với nhau. Mình đã cho keo vào bông hoa thứ nhất và mình sẽ đặt so le với những cánh hoa của bông hoa thứ hai.
Tiếp tục thì mình sẽ cho keo vào phần đế ở phía dưới để chúng ta sẽ trang trí và gắn so le tiếp theo với bông hoa thứ ba. Như vậy thì bông hoa của mình đã được to và được dày hơn rất là nhiều rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tới phần nhụy hoa. Đây là hai mẫu giấy có gam màu cam và gam màu tím với kích thước là 3 x 21 cm. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhụy hoa nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gập đôi chiều ngang của mẫu giấy. Sau khi đã gập ngang rồi, mình sẽ dùng tay và ấn và miết cái mẫu giấy của mình lại. Sau đấy mình sẽ gập đôi thành hai lần như thế này để chúng ta sẽ cắt được nhanh hơn. Mình sẽ cắt những cái phần răng cưa theo đường nếp gấp và vẫn sẽ giữ lại một chút 0,1 tới 0,2 cho phần đế. Các bạn sẽ cắt lưu ý là căn làm sao cho nó được đều nhau thì phần nhụy hoa của mình sẽ được đẹp và đều nhé. Mình sẽ cắt cho đến hết mép giấy. Sau khi mà mình đã cắt xong rồi, mình đã có được những cái phần răng cưa ở phía bên trên. Tiếp theo thì mình sẽ để lên phía trên và hoàn thiện cắt phần nhụy có gam màu cam. Cách cắt và cách gấp thì tương tự nhau. Đối với bông hoa có gam màu trắng này thì mình sẽ kết hợp hai gam màu để cho bông hoa của mình sẽ thêm được phần nổi bật, cho đồ trang trí treo tường của mình sẽ được bắt mắt hơn. Ở đây sẽ là cái phần nếp cắt cuối cùng. Sau khi mà mình đã cắt được như vậy rồi, mình sẽ sử dụng một que gỗ chuyên dụng, sau đấy đặt lên trên mép giấy của mình. Từ đây thì mình sẽ quấn đều tay theo chiều của mẫu giấy. Và đến đây rồi thì mình sẽ bỏ que gỗ ra để dùng hai tay giữ hai điểm trên và phía dưới của nhụy hoa cho nó được cân bằng. Đến hết mẫu giấy thì mình sẽ cho keo và gắn cố định lại nhé. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ cho một lớp keo và đặt phần nhụy hoa có gam màu xanh lên. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng phần nhụy hoa có gam màu tím để quấn xung quanh phần nhụy hoa có gam màu cam. Ở đây thì mình sẽ cho keo và cố định lại khi mà mẫu giấy của mình đã hết mép giấy như thế này. Như vậy thì mình đã có được một cái nhụy hoa tương đối là đều và đẹp, được kết hợp hai gam màu rất phù hợp với nhau. Bây giờ thì mình sẽ trang trí và đặt phần nhụy hoa của mình vào ngay điểm giữa. Như vậy thì mình đã vừa hoàn thiện và giới thiệu với các bạn cách làm một bông hoa xinh xắn để trang trí cho đường tròn của mình. Ở đây tương tự thì mình đã chuẩn bị rất là nhiều những bông hoa có các gam màu. Đấy là gam màu tím, gam màu cam. Và mình đã so le những cái phần nhụy hoa. Và mình đã cắt những bông hoa này với những kích thước to bé khác nhau. Sau khi đã hoàn thiện được những bông hoa thì ở trên bàn của mình là những cái thanh tấm bìa cắt tông với kích thước khá là nhỏ và những cái tờ giấy màu thủ công đã được mình cắt có kích thước tương tự, đấy là 1 cm. Mình sẽ cho những cái lớp keo sữa lên trên tấm bìa cắt tông của mình. Sau đấy thì mình sẽ đặt những cái mẫu giấy màu lên đây. Ở đây mẫu giấy của mình đã dư ra một chút, mình sẽ cắt đi. Sau khi mà mình đã cố định với gam màu hồng rồi, tiếp theo mình sẽ cho keo để đặt mẫu giấy có gam màu xanh nhé.
Như vậy thì gam màu xanh của mình cũng đã được đặt lên rồi, thì bây giờ mình sẽ cố định với gam màu vàng. Như vậy thì đối với thanh que có gam màu vàng ở đây cũng đã được mình cố định lên. Sau khi mà mình đã cố định được thì bây giờ mình sẽ dùng kéo, sau đấy cắt những cái thanh của mình ngắn dài như thế này, để chút nữa sẽ tạo những cái đường bậc thang trang trí lên đường tròn của mình. Đây là những cái hình bậc thang sẽ được mình trang trí lên trên đường tròn nhé. Tương tự như gam màu hồng thì bây giờ mình cũng sẽ cắt những cái phần thanh tấm bìa cắt tông với những cái gam màu còn lại. Rất nhiều thanh cũng đã được mình hoàn thiện rồi, thì quay trở lại với phần khung của mình. Bây giờ thì mình sẽ trang trí và cố định những cái hình bậc thang của mình lên đây. Mình sẽ để đường tròn của mình được cân đối. Mình đã đặt cố định với màu vàng rồi, đây sẽ là gam màu xanh. Mình sẽ đặt cách lế ra một chút nhé. Chúng ta sẽ không cần đặt quá là dày, sẽ tạo một cái khoảng trống cho cái đường tròn của mình. Như vậy thì ở đây các bạn có thể thấy mình đã trang trí rất là nhiều những cái hình bậc thang lên đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí những hình bậc thang còn lại. Lên trên đường tròn còn lại của mình. Như vậy thì hình bậc thang của mình với những gam màu khác nhau cũng đã được cố định lên đường tròn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi trang trí và đặt những bông hoa của mình lên đây. Đầu tiên thì mình sẽ cho keo vào mặt đằng sau của bông hoa có gam màu tím thứ nhất. Mình sẽ đặt sang mép. Sau khi mà đã cố định được bông hoa có gam màu tím rồi, mình sẽ cố định bông hoa có gam màu cam. Tiếp theo ở đây cũng sẽ là một bông hoa có gam màu cam được mình cố định lên. Mình sẽ trang trí bông hoa màu trắng sang bên cạnh. Tiếp tục đây sẽ là một cái gam màu tím có kích thước to hơn. Và đây sẽ là một bông hoa nhỏ. Như vậy thì những bông hoa xinh xắn đã được mình trang trí lên phía trên của đường tròn rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng mẫu giấy có gam màu xanh để làm những cây lá nhé. Thì kích thước của chúng ta sẽ tùy vào phần khung mà các bạn chuẩn bị. Ở đây thì mình đã cắt với kích thước là 12 cm. Mình sẽ tiến hành phác họa hình cây lá lên đây. Sau khi mà mình đã phác họa được hình cây lá rồi, từ đường chì này mình sẽ tiến hành cắt những cái phần dư ở phía ngoài để chúng ta có được những cây lá đẹp mắt trang trí cho cái đường tròn và những bông hoa ở phía trên. Như vậy ở đây mình đã hoàn thiện và đây là những cái cây lá mà chúng ta đã vừa mình đã vừa hướng dẫn các bạn. Mình sẽ cho keo và trang trí những cây lá của mình xen kẽ vào những bông hoa này nhé.
để cho nó phù hợp hơn thì mình sẽ cắt đi để làm sao những cái cây lá của mình nó sẽ được ngắn và phù hợp với cái đồ trang trí của mình, phần khung của mình nhá. Như vậy thì những chiếc lá đã được mình trang trí khá là nhiều, thì dây mình sẽ chuẩn bị cùng gam màu và với kích thước là 3 x 5 cm mình sẽ gập đôi lại. Sau đấy thì mình sẽ cắt hình chiếc lá nhỏ nhé. Mình sẽ cắt nhỏ lên phía bên trên. Đây sẽ là những chiếc lá mà mình đã vừa hoàn thiện xong. Tiếp tục thì ở đây mình sẽ xen kẽ những chiếc lá mà mình đã cắt lên cùng với những cây lá ở phía bên trên để cho cái đồ trang trí của mình sẽ được hài hòa hơn nhé. Có những cái cây lá, chiếc lá sẽ mình sẽ cắt nhỏ hơn. Như vậy thì trong cái đồ trang trí của mình đã được đẹp và bắt mắt hơn rồi. Như vậy thì trong sản phẩm của mình đã được đẹp mắt. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cây bút lông. Sau đấy thì mình sẽ vẽ và viết một cái dòng chữ ở phía bên trong để cho cái đồ trang trí của mình sẽ thêm được, tạo thêm được một cái điểm nhấn như thế này nhá. Sau khi mà mình đã vẽ xong thì mình sẽ tô những cái dòng chữ của mình cho nó được rõ nét hơn. Như vậy thì ở đây, đây sẽ là cái phần điểm cuối cùng được mình phác họa lên. Như vậy thì sản phẩm của mình đến đây cũng đã hoàn thiện rồi. Nếu các bạn cảm thấy video cũng như những ý tưởng của mình phong phú thì hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để mình có động lực ra những video và có được nhiều ý tưởng tốt hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những ý tưởng và những video sau của mình nhé.